của Fed, 2 trên tổng số 5 con bài đã được bên phía của KT loại bỏ khỏi ván thi đấu thứ hai này. Trong khi đó thì ở bên phía đội 2, Ivan của Pilsic vẫn là lực cấm mà bên phía của Brown hướng tới nhằm hạn chế những bộ đôi Ivan cùng với sát thương vật lý khu vực đường giữa của BDD. Và Calista Leona sẽ là hai lực cấm cuối cùng của họ. Họ chơi những câu chuyện nhà Rumble dành cho Perfect để lấy Renekton khu vực đường trên cùng với SRG và NV chăng? Có thể, nhưng mà việc mà bạn thả Rumble ra thì Rumble, Renekton, Renekton đánh không lại Rumble nha. Dù đó là Morgan nhưng mà về mặt chất tướng thì tôi cũng nghĩ đây là một cái kèo rất là khó, khó thở lắm. Con Rumble này thậm chí là Perfect đánh chắc chắn là cầm luôn cái thiêu đốt. Thì vận hành con cá sấu tới mức nào để mà có thể giải quyết được cái kèo này đây? Hay là họ sẽ suy nghĩ đến câu chuyện lựa chọn Na khu vực đường trên dành cho Morgan để có một cái sải tay an toàn hơn so với cá sấu và đánh ở cánh lẻ lẻ. Nó cũng có thể là những lựa chọn dành cho bên phía của Brion như là Kennen, AP tay dài khu vực đường trên hoặc là Kennen đẩy lẻ. Nhưng trước tiên thì họ sẽ có được một con bài mạnh, đó chính là con bài Ezreal, một câu đối chuyện dành cho Envy, một sát thủ mạnh trong meta và lấy nó khỏi tay của Death phía bên kia. Thì cùng xem là lựa chọn thứ hai của Brion ở khu vực đứng trên ván thi đấu này, họ sẽ muốn lấy một không, họ quyết định lấy Maokai đi rừng dành cho thằng Jay. Lấy Maokai để đảm bảo một cái con tướng đi rừng có thể cung cấp thêm một tí sát thương phép, thì nó cũng sẽ giúp cho việc lựa chọn của cả Morgan lẫn Fed nó sẽ dễ hơn. Bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn, hướng lựa chọn hơn, thay là vì phải đảm bảo việc có sát thương phép hay là sát thương vật lý. Còn KT Roster đã quay lại với những gì tốt nhất của họ, lốc vào con Talia nữa là đúng bài luôn nè. Vi và Talia, một combo đi chung với nhau khá là hiệu quả và KT cũng đã không ít lần sử dụng bộ đôi này ở tại mùa giải năm nay. Nó cũng là một nguồn sát thương phép khu đường giữa dành cho BDD để hướng tới hai đường đơn đều là những sát thương phép để giao tranh trên diện rộng hoặc là có những pha khác các mục tiêu. Nhưng quyết định của họ là lựa chọn Kai'Sa dành cho Dep ở ngay tại phase 1. Nó cũng có một tỷ lệ nhỏ là Kai'Sa được đẩy ra khu vực đường giữa. Nhưng mà cùng xem là chất tướng mà Fate sử dụng ở trong ván thi đấu này khu vực đường giữa sẽ là con bài nào nữa. Nó sẽ có rất là nhiều kèo khó dành cho Kai'Sa. Và quyết định đến từ Fate trong ván thi đấu này sẽ là một con bài Corki. Corki Maokai vẫn là một bộ đôi mid rừng khá là ổn cho bên phía của Brion. Brion đang có một cái giai đoạn cấm chọn ở ván 2 tôi thấy khá là tốt. Còn Katie Roster nó khá là dị nha. Tại vì thường thì sẽ chọn luôn mid ở chỗ này, xong sau đó bạn có thể cấm mid đối phương hoặc là như thế nào đó trong trường hợp đối phương không chọn mid. Nhưng mà chọn Kai'Sa ở chỗ này tôi thấy cũng khá là thú vị ở trong trường hợp này. Tại vì lúc này bên phía của Brion sẽ cấm đi mấy con pháp sư đúng không? Họ sẽ cấm Azir, họ sẽ cấm Talia, họ hạn chế bớt bộ tướng của BD. Nhưng không, họ cấm đi con Rakan mà ăn đấu trước không thành công lắm của Barrow vẫn cấm. Có vẻ là bên phía của Brion đánh giá là cánh trên của KT ván đấu này sẽ có thể có những con tướng đi đường mạnh, ví dụ như Rumble, và có thể có thêm một con tướng nữa khu vực đường giữa của BDD. Và họ muốn cấm đi những con bài hỗ trợ Ramming trong tay của Barrow lên cánh trên, điều mà anh ta đã không làm được ở trong ván thi đấu đầu tiên. Còn ở bên phía bên này thì KT quyết định cấm đi những hỗ trợ có khả năng búp và đi đường, đó chính là con bài Karma trong tay của Paulu. Họ đang cảm nhận được áp lực đi đường đến từ Ezreal là tương đối lớn rồi. Và lực cấm cuối cùng mà bên phía Brion hướng tới đó là Orianna đường giữa của BDD. Phía bên này thì đó là Brom của Paulu. Như vậy là 5 lực cấm của KT đã có tới 3 con bài ván 1 của Brion. Vậy thì sẽ phải đổi bài thôi. Ezreal bắt cặp với hỗ trợ nào đây? Paulu đang chia sẻ rất nhiều với ban huấn luyện của mình. Còn tướng mở thì sẽ có Rell, Nautilus. Những cái quyết định đến từ bên phía của Brion là gì? Họ giấu hỗ trợ hay là có Maokai hỗ trợ ta? Nhiều đây khi rồi. Là Maokai hỗ trợ Alista rồi, như vậy là Maokai đi rừng. Alista hỗ trợ cho tay của Paulu. Với một đội hình mà bên phía của Brion hướng tới sẽ là đội hình hai xạ thủ, có nhiều chống chịu mở giao tranh cho đội hình với Maokai cùng với Alista. Và Morgan sẽ là người lựa chọn cuối. Trong khi đó thì KT sẽ phải đưa ra câu trả lời cho đường giữa của họ. Thực ra là bên phía của Brion cũng chưa cấm Talia, thì họ hoàn toàn có thể lấy một con Talia đường giữa và có được Kai'Sa Nauti khu đường dưới. Nhưng Sen, một hỗ trợ cũng có thể đánh cánh trên dành cho bên phía của KT trong ván đấu này. Đội hình đối phương có hai xạ thủ thì lý thuyết mà nói Sen là một vị tướng khá tốt. Nếu bạn có thể sử dụng cái bộ kỹ năng của mình một cách hợp lý với con Sen này. Nhưng mà Sen đi đường rất là yếu nha. Sen đi đường rất là yếu khi phải đối mặt với lại Ezreal và Alista, tại vì cái tầm hoạt động của Ezreal nó rất là xa và bạn cũng không thể nào mở vào Alista được. Thì tôi cũng sẽ rất là chờ đợi xem là cái màn vận hành Sen của bên phía KT Roster như thế nào. Nhưng mà cái điểm mạnh của nó là bạn có thể hỗ trợ cánh trên nữa trong trường hợp cần.
Vâng, và cánh trên của KT ván đấu này sẽ là Rumble đường trên của Perfect và Lucian khu đường giữa của BDD. Họ đã có sát thương phép khu đường trên đến từ Rumble rồi. Họ muốn bổ sung cái áp lực đi đường khu đường giữa dành cho một chất tướng xạ thủ như là Lucian. Và Lucian Corki cũng đang là những kèo đấu xuất hiện khá nhiều trong những vòng đấu vừa qua. KT muốn thử nghiệm ở trong ván đấu thứ hai khi đã để thua ở ván đấu đầu tiên. Và thử nghiệm của họ sẽ là một con Sen hỗ trợ ở trong ván đấu này để khắc chế đội hình hai xạ thủ cũng như hỗ trợ cánh trên của họ với những áp lực của Nhất Thống. Thì cùng xem là hai đường đơn của KT với những chất tướng được đánh giá là nhỉnh hơn về khả năng đi đường như là Rumble, như là Lucian và một rừng có khả năng tấn công sớm như là V ở thời điểm cấp độ 6. Thì liệu rằng họ có tạo dựng được đủ lợi thế ở khâu đi đường giống như những gì mà Brion đã làm với họ ở ván đấu đầu tiên hay không? Mùa giải này thì bộ đôi đường giữa KT roster phải nói rằng nấu nướng rất là nhiều. Khi mà với con Sen này, Bero cũng đã chạm mốc 14 vị tướng khác nhau được sử dụng ở LCK mùa hè 2024. Và con số này nó bằng đúng với lại số tướng xạ thủ mà Dep đã sử dụng ở mùa giải này. Mỗi người chơi tổng cộng là 14 tướng. Một con số cũng khá là ấn tượng. Khi mà chúng ta đang nói về câu chuyện là ở mùa giải sau thì Felix Rapp sẽ được áp dụng cho tất cả các giải đấu chuyên nghiệp của Riot. Cho nên là chuẩn bị trước một tí nó cũng sẽ không thừa một chút xíu nào cả. Vâng, và sự đa dạng chiến thuật của KT chắc chắn sẽ giúp cho họ có nhiều những phương án để đối đầu với nhiều đội tuyển, với nhiều phong cách chơi ở tại giai đoạn vòng playoff nữa. Nhưng điều trước tiên họ cần phải hướng tới là những chiến thắng để chắc chắn có một tấm vé vào giai đoạn vòng playoff, và cùng xem họ sẽ làm điều đó như thế nào trong ván đấu thứ hai khi đang bị dẫn trước 1-0 bởi bên phía của Brion. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ đến với ván thi đấu thứ hai giữa Brion và KT roster. Ở thời điểm hiện tại thì KT đang là đội bị dẫn trước với tỷ số là 1-0. Brion thì nếu như thắng lợi trong ván đấu này mới chỉ có được trận thắng thứ hai của mình mà thôi. Và đó vẫn là một cái chữ nếu, họ cần phải hiện thực hóa nó bằng một ván thắng nữa. Envy, quy đầu tiên không trúng. Có lẽ cũng sẽ không có những pha di chuyển xâm lăng rừng ở cấp độ 1 giống như ván thi đấu đầu tiên, khi mà đội hình của cả hai bên đều là đội hình không quá mạnh. Nếu không chế đầu trận để phát động những pha tấn công thì bên phía của KT sẽ có đến từ Sen của Barrel. Nhưng V lại là một chất tướng yếu ở vòng rừng đầu tiên và không có nhiều về khả năng giao tranh. Nên bên phía của KT và cả Brion nữa, họ sẽ hướng tới một vòng rừng cơ bản. Lúc này thì Zhang Zhe đang có mặt ở tại khu vực rừng cánh trên, một con mắt cắm ra đến từ Lucian của BDD để lấy thông tin vòng rừng đầu của đối phương, và họ sẽ có được thông tin vòng rừng đầu của Zhang Zhe với con mắt cắm ra như vậy. Còn V của Pioxic thì sẽ ăn vòng rừng từ khu vực cánh dưới lên với một chút sự hỗ trợ đến từ Dep cùng với Barrel. Để coi là bộ đôi đường dưới KT. Thật ra hồi nãy Dep farm rất là tốt mặc dù bị nằm xuống nhiều, nhưng mà những pha 2-2 của họ thì lại thua. Mà lý do chủ yếu là những pha xuất hiện hành tráng của Barrel nó không tìm được mục tiêu. Vậy thì với Sen, vua ấn bộ là kỹ năng CC của anh ta sẽ phải được sử dụng một cách chính xác hơn. Nhưng mà như chúng ta cũng đã nói khi mà giai đoạn cấm chọn kết thúc, con Sen này ở cấp độ 1 thì tôi cũng không biết nó sẽ làm gì trước Ezreal nữa, cho nên chỉ có thể bị đẩy mà thôi. Khu vực đường giữa thì chất tướng Lucian một chất tướng thuận tay, và bản thân BDD cũng đã có rất là nhiều những ván đấu thành công với con bài này. Thì vừa rồi cấp độ 2 ngay lập tức là một pha lao lên để trao đổi chiêu thức với sẵn sàng tấn công, và ngưỡng máu hiện tại của Fate đang là tương đối thấp. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái áp lực của cả bộ đôi mid rừng đến từ hai bên nữa. Thì lúc này đang là một vòng rừng trái cánh tới từ Zhang Zhe. Anh ta sẽ muốn hướng xuống cánh dưới bản đồ để nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn đến từ bộ đôi Envy và Paulu. Bộ đôi vừa được tạo lợi thế ở khâu đi đường với việc không phải hỗ trợ cho người chơi đi rừng của họ. Họ di chuyển ra đường sớm hơn, đẩy đường nhanh hơn và có cấp độ 2 sớm. Đây sẽ là một đợt đẩy đủ tốt để bộ đôi đường dưới của Brion hỗ trợ dành cho Zhang Zhe. Còn cấu rỉa thì có vẻ là chưa thực sự hiệu quả tới từ Envy với những phát bắn thần bí của anh ta để tạo dựng những tình huống băng trụ sớm. 861 ngày kể từ lần cuối cùng Sen hỗ trợ xuất hiện tại LCK. Đó là trong tay của Lehen màu áo Genji, và đó là một thất bại. Ngày hôm nay thì Barrel quyết định đưa trở lại Sen hỗ trợ trong một cái tình thế mà khi sử dụng con Sen hỗ trợ này, chúng ta có thể dễ dàng biết được bên phía KT sẽ bị áp lực khu vực đường dưới. Nhưng cái điểm mạnh mà Dep thể hiện trong ngày thi đấu hôm nay là khi bị áp lực lính, anh ta vẫn giải quyết lính trong trụ rất là tốt. Cho nên là từ ván 1 tới ván 2 thì anh ta không bị thua lính so với lại Envy, mặc dù là đối phương là những người chủ động đẩy cao hơn.
Vâng, đúng là như vậy. NV đẩy đường tốt nhưng nó lại không đi kèm với áp lực về mặt chỉ số farm diễn ra trong cả hai ván thi đấu. Khu vực đứng trên đang là một kèo đấu khó dành cho Morgan trong ván đấu này. Rumble First Pick vẫn là một lựa chọn rất giá trị dành cho đội hình bên phía của KT Roster, và Perfect đang thể hiện khả năng đi đường tương đối áp đảo. Mỗi người chơi lên rừng đều có được cho mình một cua ở tình huống trái cánh. Và sau tình huống cua này thì khả năng là bên phía của Brion sẽ muốn tấn công ra khu đường giữa, nơi mà BDD đang đẩy rất cao. Đã về nhà dịch chuyển rồi, BDD đang có thể gặp nguy hiểm. Nhóm sẽ quyết định không đầu tư một pha tốc biển lên, tại vì đối phương vẫn còn lướt. Và nếu như ta tốc biển đối phương lướt xuống thì chắc chắn cũng không cách nào bắt được. Tình huống vừa rồi chỉ là lấy điểm, lấy năng lượng của đối phương mà thôi. Nhóm sẽ ra xin BDD tí năng lượng với truy cùng diệt tận để giải tỏa bớt áp lực cho Fed. Người cái thế lính này khó nha, thế lính này chuẩn bị đẩy lên. Fed phải liên tục di chuyển để né những pha cầu máu của BDD. Bật E lên, BDD né nhẹ không trúng. Hơi ngợp dành cho Fed rồi. Đường dưới đó là một pha mở đến từ Barrow bằng một cái vô ảnh bộ, nhưng mà lượng sát thương gây ra đầu trận đến từ bộ đôi đường dưới của cả hai bên nó cũng chưa thực sự quá nhiều. Khu vực đường giữa đang là chênh lệch lớn nhất ở trong ván đấu này, với 36 so với 26 về mặt chỉ số farm dành cho Lucian của BDD. Và nhìn với máu của Fed lúc nào cũng ở trạng thái máu cực yếu, anh ta sẽ không thể nào trụ lại ở khu vực đường giữa nếu như cứ đánh kèo 1-1 như vậy. Còn ở khu vực đường dưới thì Envy vừa có một pha E lên ở một đợt lính khá lính to quá trời. Và bị dính 4 stack điện dịch, bắn thêm phát nữa là cũng đi trăm máu, thế là phải lui về. Có vẻ như ván đấu này thì mọi thứ nó tốt hơn cho bên phía KT rồi. Chất tướng đường trên và đường giữa đem lại cho họ ưu thế, còn đường dưới thì nó là cái bản lĩnh xử lý lính của Dep. Các bạn thấy là mặc dù là áp lực ban đầu từ bên phía của Brion là có, nhưng mà Dep đang là người dẫn lính, và cái nhịp này nó sẽ được giữ nguyên cho bên phía xạ thủ KT trong khoảng thời gian dài, trừ khi nào là Brion lại tìm được một pha giao tranh có lợi hơn giống như ván 1. Nhưng mà về mặt chất tướng thì Brion không phải là một đội đánh giao tranh nhỏ lẻ tốt như ở ván 1 nữa. Họ không còn lớp lăng rồi cá sấu với lại Viego, mà cái đội hình này của Brion nó chuyển thành một cái đội hình phải đánh giao tranh 5 năm và chờ đợi sức mạnh giai đoạn sau. Với Maokai, Koki và Sante rồi thì tầm này KT có thể tạo ra được một cái lợi thế về tiền đơn giản bằng kỹ năng đi đường. Tôi đoán là phải tầm khoảng được 2.000 mấy á, nếu như tới đoạn mà sứ giả. Đường trên cấp độ 6 trước dành cho Perfect, và anh ta khiến cho Morgan đang ở trạng thái máu rất yếu rồi. Có vẻ đúng là chiến thuật ở trong ván thi đấu thứ hai của cả hai bên đang có dấu hiệu đảo chiều. Khi mà KT có được những chất tướng đi đường mạnh hơn thì họ đang thể hiện khả năng đàn áp ở ngay khâu đi đường với những cách biệt về mặt chỉ số farm. Cánh trên bản đồ thì đó là khoảng cách chênh lệch 3 đợt lính dành cho Perfect. Khu vực đường giữa cũng đang là một khoảng cách tương đối lớn, mười mấy chỉ số farm khu đường giữa dành cho Lucian của BDD. Và mặc dù đã có những sự hỗ trợ đến từ Jungle về mặt áp lực, nhưng nó cũng chỉ đủ để giúp cho Fate ít nhất là không bị mất mạng vào tay đối phương thôi. Còn chỉ số farm anh ta chắc chắn sẽ là người farm thua. Perfect đang tận dụng nội tại của mình để khai thác thêm những lớp giáp trụ của đường trên. Morgan vì quá yếu máu anh ta phải về nhà ở một đường lính xấu, và đã có một lớp giáp trụ cùng với cách biệt hơn 20 chỉ số farm dành cho Perfect. Nhưng mà cánh dưới bản đồ thì ít nhất là bên phía của Brion trong ván đấu này họ có được một con rồng nguyên tố dành cho Jungle, chứ họ không để mất bất kỳ một. Giống như ván trước thì bên phía của KT để mất toàn bộ những con rồng nguyên tố ở khu vực cánh dưới bản đồ, và để linh hồn rồng rơi vào tay của Brion cực kỳ sớm. Nhưng ván này thì Brion đã có một con rồng làm vốn rồi. Tôi sẽ dự đoán kịch bản của ván 2 nó sẽ là một cái không có lượng gì đâu các bạn. Nó sẽ là một cái tàu cao tốc giống như Brion á. Tàu cao tốc ván 1 về đích một cách thẳng băng, không có lạng qua lạng lại gì cả. Hai đội sẽ để dành năng lượng để mà chúng ta đi một cái chuyến tàu đỉnh cao ở ván đấu thứ 3. Thì nó sẽ là ván đấu quyết định giữa KT Roster với lại Brion. Cho nên là bạn nào là fan KT ở ván 2 này thì tôi tin rằng các bạn có thể chiêu chiêu thôi, ngồi enjoy cái chuyến đi này một cách thoải mái, ngắm cảnh một tí, tầm 25-30 phút gì. Chỉ farm thôi đã thấy bên phía của KT dẫn trước tầm 1.000 tiền rồi. Biosic đi đâu đây? Biosic sẽ còn cái tốc biến, đồng đội của ta đang tới. Đồng đội của ta tới kịp hay không? Biosic đã tốc biến, đã đấm về. Barrow đứng kế bên để che, Morgan tiếp cận, Morgan tiến tới. Nhưng mà Barrow đã che được cho đồng đội của mình, vẫn tìm kiếm Biosic. Morgan rất quyết tâm, tốc biến hất tung, Biosic nằm xuống với chiến công đầu cho Fed. Chuyến đi hơi xa của Biosic trong phần bãi người đá của Brion, và lần này thì Volu đã có mặt kịp thời ở khu vực cánh trên và giúp cho bên phía của Brion có được mà hạ gục. Biosic đã có một tình huống di chuyển và cướp rừng, và anh ta có cấp độ 6 thật, nhưng mà anh ta lại bị đánh trước bởi bộ đôi tốt rừng của Brion. Góc bế về của Morgan là rất đẹp sau cú mở đường, và kể cả có tốc biến thì Biosic vẫn phải lên bàn điểm số mà thôi. Mạng chiến công đầu lại được nhường lại dành cho Fate, người đang mua đường tới 20 chỉ số farm. Bỗng nhiên có được chiến công nhẹ đầu 400. Khựng nhẹ một tí thôi không sao, tại vì nếu như mà không có cái màn vừa rồi tôi nghĩ rằng bên phía KT thắng dễ lắm các bạn.
Và đang nhìn thấy đánh chiêu chiêu gì đó, chốc cái chiến công đầu mà đã hơn 1.000 tiền rồi. Mà thật ra thế trận này thì một mạng cho phép nó cũng chỉ là giảm cái áp lực. Ở đường giữa đang là gần 20 chỉ số lính trên lệch. Đây, BD biểu diễn ngay nè. Bắn 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 bắn, Thanh Trừng vẫn còn giữ y nguyên, né bom phốt pho. Liên tục giữ áp lực, đó quy lại trúng. Yên tâm, tỉnh mà KT, tỉnh mà. Và thực ra là bên phía của Brion để có được cái chiến công đầu đó, họ cũng đã phải đầu tư rất là nhiều thứ nha. Họ đầu tư 3 phép bổ trợ tốc biến. Và chắc chắn là việc mất đi 3 phép bổ trợ này lại càng khiến cho bên phía của Brion cần phải đánh an toàn trước những sức ép đến từ bên phía của KT. Có một thứ mà KT kiểm soát được đó chính là 3 sâu hư không lượt 1 dành cho Piosic, và điều đó đảm bảo lượng kinh nghiệm cho anh ta. Cũng như với 3 sâu này thì cái tốc độ lăn cầu tuyết của KT sẽ được đẩy lên nhanh hơn nữa với khả năng phá công trình của họ. Một pha chiều cuối lao vào đến từ Dev. Dễ chưa? Như lấy đồ trong túi luôn. Battle có bộ cũ, bộ tốc biến giữ chân lại. Thậm chí là Dev là người có bản năng sát thủ trước bởi vì đã đánh dấu đối phương rồi. Dễ. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống chiến công đầu trước đó mà bên phía của Brian có. Họ phải đầu tư rất nhiều tốc biến, trong đó có tốc biến của Morgan. Và điều đó đã khiến cho anh ta phải nhận một tình huống băng trụ mà không thể xử lý được tốt hơn. Đây là một tình huống di chuyển đội hình lên cánh trên đông hơn đến bên phía của Brion. Lucian đứng giữa của BDD đã quyết định là không di chuyển cho pha này. Và pha không di chuyển đó thì tất nhiên là anh ta không tham chiến được. Nhưng cách biệt về mặt chỉ số pha mà anh ta có khu đứng giữa càng ngày nó càng nới rộng ra. Còn đây là một pha mà không có phép bổ trợ tốc biến. Bị vô ảnh bộ tốc biến xong thì dính thêm hiệu khống chế đến từ Piosic nữa. Đó là một mạng dành cho Piosic cùng với những áp lực đẩy đường vào. Thì bên phía KT cũng đã bắt đầu có được rất nhiều những lớp giáp trụ khu cánh trên. Trang bị lớn đầu tiên ở đường giữa đã có với suy vong của BDD. Sau đó là Piosic cũng vừa hoàn thành xong giáo thiên ly. Chênh lệch về tiền giây thay đổi khoảng chừng hơn 1.000. Số lớp giáp trụ mà phía KT có là 3 đường trên cộng với 1 đường giữa là 4. Tổng tiền thì như các bạn thấy cứ nhẹ nhàng cho bên phía của KT thôi, chứ có gì mà họ phải vội vã cả. Nhưng mà rồng đầu tiên thì là bên phía Brion ăn, cho nên là KT sẽ phải cân nhắc một tí. Lúc này thì là đợt sâu thứ 2. Dev đang ở cánh dưới, đang có pha di chuyển trở lên được cánh trên của Morgan. Anh ta đứng ở sông thôi, anh ta đang nhìn có cần phải đi hay không. Quyết định của hai bên là đánh 4-4. BDD từ phía đường giữa di chuyển vào, đang chờ đợi bơ phát mở trước bằng mưa tên lửa. Thanh Trừng và mưa tên lửa giải song song với nhau thì nó không đẹp lắm. Brion phản công, họ bắn vào người của Piosic và Piosic nằm xuống. Sao vẽ kỳ vậy? Ăn trăm rambo thì vẽ cái mưa tên lửa xấu thế. Hai cái chiều cuối nó rất là nhiều sát thương đến từ Rumble của Evolution. Hai đường đơn của KT lại còn đang có lợi thế đi đường với chỉ số pha vượt trội nữa. BDD lao lên tấn công Envy với gươm suy vong, có lá chắn để Envy có thể giữ lại lượng máu của mình. Và đó cũng là một quyết định dùng hai cái dịch chuyển rất là hay đến từ bên phía của Brion. Họ có một pha dịch chuyển đến từ Morgan lên khu cánh trên để lấy lợi thế về người cho bên phía của Brion trong pha giao tranh vừa rồi, đó là 5-4. Và rõ ràng là với thế 5-4 thì họ cứ thế họ càn lên thôi. Dev là người bị kẹt lại ở khu vực đứng dưới trong pha vừa rồi để anh ta có thể ăn lính, ăn trụ. Nhưng cú dịch chuyển ngay sau đó đến từ con Corki của Fate đã khiến cho cái tình huống ăn trụ của Dev nó cũng không thực sự có quá được nhiều những lợi thế cho bên phía của KT. Họ để mất những con sâu lượt 2 và họ mất thêm mạng hạ gục của Piosic trong pha vừa rồi. Piosic thấy hai cái nét vẽ của đồng đội mình, Piosic choáng luôn mà buông chuột đứng rờ còn y nguyên đứng chết chay luôn. Kiểu như đang không biết làm gì. Có nhất thống, Battle đám xuống, Piosic xuống. Quân bộ được hay không? Không đủ tầm, thế là lui về thôi. Có thêm cả răng rè ở đây và quyết định đến từ Piosic là không đầu tư thêm tài nguyên với tốc biến và tả sông hỗn đột nữa. Nhưng những áp lực hiện tại của KT tại con rồng nguyên tố này có lẽ vẫn sẽ là đủ để họ có được con rồng nguyên tố đầu tiên cho mình trong ván đấu này. Và đội hình bên phía Brion thì chúng ta đã nói rồi, họ cũng có lẽ không cần phải quá là tham những tình huống cạnh tranh. Những tình huống cạnh tranh như thế này họ sẽ không có đủ cơ sở để giao tranh với đối phương do chất tướng yếu hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đường trên thì đã không có dịch chuyển. Nếu như Rumble của Perfect dịch chuyển xuống, giao tranh nó sẽ có thể là thảm họa cho bên phía của Brion. Họ đang duy trì cách biệt về tiền, nó không phải là một con số nó quá khủng khiếp đến từ bên phía KT nữa. Nó cứ tầm 1.000 tiền như thế này đổ về là ồ. Nhưng vấn đề là bây giờ cái lượng tiền này nó sẽ được lũy tiến rất là nhanh ở cái thời điểm mà KT bắt đầu có được những cái trụ đầu tiên. Mà tôi nghĩ nó cũng sẽ sớm thôi, tại vì cái dàn trụ một của bên phía Brion nó bị làm mềm dữ lắm rồi. Mà các bạn hãy nhìn đi, những cái trụ một của KT roster toàn là 5 lớp giáp trụ, 4 lớp giáp trụ, coi như là còn y nguyên. Trong khi đó thì đường giữa 3 lớp nè, đường trên 2 lớp, đường dưới 2 lớp. Thì một cái trụ xong nó sẽ chuyển thành hai cái trụ, đánh kiểu như lăn cầu tuyết thì chắc chắn là tầm 4.000 tiền ở phút 20 là hoàn toàn có thể. Vâng, và họ đang dần dần tạo dựng những cái lợi thế đó bằng những tình huống di chuyển liên tục của Piosic trong khoảng thời gian vừa qua. Khu vực đường trên đây, trụ một tòa bản đồ dành cho Perfect với 5 lớp giáp trụ.
Ở khu vực cánh dưới thì Brion có ý định bỏ sứ giả để tấn công, nhưng mà KT cũng chưa có nhiều lý do để có thể ở khu vực cánh trên, và Pioxic có một pha đi lộ vị trí với tình huống Meta không thể lách qua được tầm nhìn từ lính. Nó đứng hơi sát cho anh pha đi vào của Pioxic, nó hơi nhìn nó hơi càng lộ một tí. Còn đang vần nhau ở cánh dưới nha. Nhất thống không có, nhưng mà có tả xung hô đột. KT đang đẩy cao đội hình lên chờ đép di chuyển. Rồng không có nhưng họ đang muốn đánh nhau. Pioxic đang nhìn về phía của Envy, đấm Envy, đép bay thẳng vào, nhìn nó nguy hiểm quá. Đép năng lượng rồi đép ơi. Họ vừa đầu tư hai cú chiêu cuối mà thực sự là lấy được đúng một cái quyền lực thiên nhiên của Zhangje trong pha vừa rồi. Và liệu rằng việc mất đi những cái tài nguyên như vậy có ảnh hưởng đến cái nhịp kiểm soát con sứ giả cánh trên của họ hay không? Thực ra họ vẫn có lợi thế bằng việc là đội hình của họ đang có sức giao tranh mạnh hơn. Đường trên của Brion cũng đang không còn trụ nữa. Vẫn có sứ giả dành cho KT, nhưng mà nhịp đánh sứ giả này của họ có thể sẽ khiến cho áp lực ở khu vực đường dưới nó được bên phía Brion triển khai rất tốt để họ gỡ trụ. Cocky thì lúc này đang chưa phải nằm xuống, chỉ số farm vẫn đang thua, nhưng ít nhất anh ta được bù tiền bằng cái chiến công đầu. Và nếu như họ gỡ được cái trụ đường dưới nữa thì nó cũng sẽ là một lượng tài chính được họ gỡ gạc kha khá, với cách biệt lúc này đang là hơn 2k tiền dành cho bên phía KT. Bero đang hơi thấp máu một tí nha. Còn BDD thì ở đang đứng thẳng vào trụ. Anh ta đang gọi đồng đội dịch chuyển nhất thống câu giờ. Đối phương băng trụ, Sen đáp xuống, mưa tên lửa rải khá là đẹp. Nhưng bốn người của Brion vẫn đang đánh liên tục. BDD hồi máu kịp và ta vẫn đang sống. Envy tới hỗ trợ cho Zhangje nhưng không thành công, vẫn là hai mạng cho KT. Lợi thế về người không đem lại cho Morgan quá nhiều ưu thế. Khi trụ bắn vào anh ta, trụ đổi qua phép, vô anh vô thành công như Bero nằm xuống. Như vậy là có tới 3 mạng hạ gục cho bên phía KT sau đoạn Brion. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ không lời lắm, bởi vì hai cái trụ đường giữa thuộc về KT. Vâng, với con sứ giả thì bộ đôi đẹp và Pioxic đã có một pha gỡ tới hai trụ liên tục ở khu vực đường giữa, và tình huống trao đổi đó không lời cho bên phía của Brion. Họ đã có thể khai thác được nhiều mạng hạ gục, nhưng rất tiếc thì cái giá phải trả cũng là tương đối đắt dành cho các thành viên bên phía Brion, đặc biệt là việc mất đi trục trụ đường giữa. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến giai đoạn giữa trận. Cách biệt về tiền thì nó đang là con số khoảng chừng gần 3.000 tiền cho bên phía của KT. Và rõ ràng trước đó là khoảng chừng 2.000 mấy, bây giờ cũng tầm tầm 3.000. Thì tình huống trao đổi về vàng rõ ràng bên phía của Brion không lời. Và về việc mất đi trụ, thế trận hiện tại nó là thế trận rất thoáng cho KT ở khu cánh giữa. Chúng ta cùng xem lại pha băng trụ. Có tới 5 người của Brion và họ đã mất rất nhiều thời gian mới có thể dứt điểm được BDD, người đã gây đủ sát thương để đem về 2 điểm hạ gục. Sau đó là một pha xử lý rất là tốt đến từ Morgan để làm nền cho hai xạ thủ. Brion đã tiếp tục tấn công, họ bắt được Perfect, người không có dịch chuyển. Pioxic bất lực trong việc bảo vệ đàn em của mình. Và Perfect là nạn nhân tiếp theo mà Brion có được. Thuận thế đẩy thuyền, Brion sẽ tấn công vào trụ một đường trên của đối phương. KT đang thiếu người, họ đang thiếu hẳn nguồn sát thương lớn nhất là BDD, cho nên họ phải chấp nhận mất trụ một đường trên. Một trụ rồi một trụ, nhưng pha này thì bên phía của Brion đã có được tình huống đổi nó chủ động hơn, và họ có được thêm hạ gục của Perfect. Trong khi đó thì ở khu vực cánh dưới bản đồ, rõ ràng là Envy sẽ cần phải đánh an toàn vì phía sau anh ta đang không có trụ dựa lưng. Pioxic đang muốn tấn công một con Ezreal của Envy với tả súng hỗ đột, và có thêm cả Barrel có mặt ở đây. Hiệu khống chế là nhiều, nhưng liệu rằng tốc biến của Envy có dùng được trong tình huống này hay không đây? Rướng. Một pha mở rướng, như lần này ít nhất là lấy được hai phép hỗ trợ. Lấy được hai phép hỗ trợ. Thứ CC duy nhất mà KT kích được vào người của Envy chỉ là tả súng hỗ đột, đủ để cho Dep đáp xuống, nhưng cái lượng trang bị của Dep thì lại không đủ để anh ta có thể nhanh chóng dứt điểm một con Ezreal vẫn còn lá trắng và cả tốc biển nữa. Mình có thể coi đó là một tình huống trao đổi tài nguyên để làm mềm đối phương trước rồng được không? Nhưng mà khi rồng ra thì tả súng hữu đột không có và bản năng sát thủ cũng không có. Thứ duy nhất mà lấy đi tài nguyên của Envy mà thôi. Nhưng mà Fate lại dịch chuyển lên khu vực đường trên ở thời điểm dòng nguyên tố cũng sắp xuất hiện, và chắc là họ đã có một dòng làm vốn, họ chấp nhận câu chuyện là bỏ hai dòng vào tay đối phương để đi farm. BDD thì anh ta vẫn còn dịch chuyển và anh ta đang là người được cắt cửa lên khu vực đường trên để phòng ngừa đợt đẩy đến từ Fate. Pioxic không còn tả súng hỗ đột để có thể mở giao tranh, và có lẽ bên phía của KT cũng chưa có những áp lực đủ tốt để họ gỡ mạng. Thậm chí Pioxic đang là mục tiêu bị nhắm tới bởi tình huống tấn công của Brion với rất đông thành viên cánh trên. Envy nên nhớ là anh ta không còn phép hỗ trợ nữa, và anh ta cũng có thể là một mục tiêu bị nhắm tới với cái lượng máu hiện tại của anh ta là tương đối thấp nha. Envy đi mấy cái pha di chuyển nhìn hơi nguy hiểm, không phải là ông ta có những pha cầm Ezreal và tự tin với dịch chuyển của học và đi chân không chạm đất. Lần này thì anh ta đã tỉnh táo lui về, nhưng lượng máu này không cho phép bên phía của Brion can thiệp vào pha ăn rồng của KT. Và họ thực ra là cũng không gỡ được gì nhờ khu cánh trên cả. Với cú dịch chuyển của Fate thì anh ta cũng chỉ dịch chuyển để farm thôi. Rõ ràng là BDD cũng không cần phải có mặt ở tại cánh dưới bản đồ để đảm bảo bên phía KT có rồng. Họ chỉ cần 4 người cánh dưới đã là đủ rồi.
tầm nhìn của họ cũng đang được triển khai tốt trong khu vực bùa xanh của Brion. Đây là một pha mà Perfect đã không biết được thông tin phía sau Paulu có những ai, để rồi anh ta bị nhận một tình huống đẩy về với cú bỏ hốc của Paulu và bị mất mạng vào tay bên phía của Brion. Trong khi đó thì cánh dưới rõ ràng là Brion chủ động bung bỏ trụ một, và những tình huống đổi như vậy đang giúp cho bên phía Brion gỡ lại được một chút tiền. Họ đang bị cách biệt đâu đó khoảng chừng con số 3.000 tiền bởi KT Roster. Pha di chuyển của Paulu đã nằm trong thông tin của KT và họ giải quyết giống rất nhanh. Sẽ có những sự backup dành cho BDD ở khu vực đường trên. Mặc dù là có những pha xử lý nó cũng hơi lạ lạ một tí trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng nhìn chung KT vẫn đang ở trong một cái trạng thái rất là tốt ở ván 2. Khi mà họ dẫn trước đối phương gần 3.000, rồng thì đã có 2 con. Hai xạ thủ của họ thì có một xạ thủ hiện tại đang rất là mạnh nha, 220 chỉ số lính của BDD. Thì điều kiện thắng của KT vẫn sẽ được đảm bảo nếu như họ có thể bảo vệ được cho BDD trong những pha giao tranh. Hiện tại thì anh ta chuẩn bị về nhà để xong trang bị lớn thứ hai. Trang bị lớn thứ hai dành cho Lucian của BDD, một ván đấu mà anh ta farm rất cháy, và có được hai trang bị lớn như thế này thì sức sát thương đến từ Lucian của anh ta vẫn sẽ là vô cùng tốt. Khi phía bên kia đang có những chống chịu như là Sante, như là Maokai và cả Alista, thì anh ta hướng tới một gươm suy vong. Vẫn là một trang bị cho phép anh ta đi đường một màu rất là mạnh và vẫn có được lượng sát thương để tấn công cả vào những vị tướng chống chịu của Brion nữa. Rõ ràng là đội hình bên phía KT là một đội hình cần có sức ép đi đường, và họ đã có được những lợi thế cách biệt đâu đó khoảng chừng con số gần 3.000 tiền cùng với hai dòng nguyên tố. Và linh hồn rồng trong ván đấu này lại tiếp tục là một linh hồn rồng mạnh. Nãy giờ thì tôi bắt đầu tôi có thể mường tượng ra được cái ý đồ kết hợp của bên phía KT là họ dùng Bioxic đấm vào và mở đường cho Dep. Còn Barrel sẽ có cái nhất thống để tùy tình huống, anh ta có thể vào chung với lại Bioxic trước, hoặc là anh ta sẽ dùng cái nhất thống đó để vào theo Dep, đảm bảo được Dep tiến vào và không gặp nguy hiểm. Còn Bioxic thì đang bị hất tung lên, Barrel đứng kế bên vốn bộ lao vào. Cùa xanh được giữ lại nhưng đang thiếu sát thương. BDD đã tới, sát thương của KT đã có đầy đủ, và họ sẽ tiếp tục tiến vào phần rừng của đối phương. Nhưng Bioxic đang máu thấp nha. Pha ép đánh nhanh của bên phía Brion, và họ đầu tư cái tốc biến của Paulu cùng với cái quyền lực thiên nhiên của Jangje. Và những gì họ thu lại được trong pha vừa rồi đó là khoảng chừng nửa cây máu của Bioxic cùng với cú dịch chuyển của BDD. Chưa có thêm hạ gục ở trong tình huống vừa rồi, chỉ là một pha bóc rỡ tài nguyên trước các mục tiêu lớn. Và mục tiêu lớn thì nó còn tận khoảng chừng hơn 2 phút nữa nó mới xuất hiện, đó chính là con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này. Thì ở tại thời điểm đó chắc chắn là những xạ thủ hai bên đã có được hai món trang bị lớn, và cùng xem là liệu rằng Brion có tiếp tục buông bỏ hay họ bắt buộc phải giao tranh. Tôi nghĩ rằng ngưỡng sức mạnh hai cái nước mắt của họ đã đạt và họ có thể suy nghĩ câu chuyện giao tranh. Tôi nghĩ chắc chắn là họ sẽ giao tranh đó, nhưng mà thậm chí là KT là đội cũng đang rất là muốn giao tranh. Đơn giản là tại vì các carry của họ đã hoàn thành xong hai trang bị lớn, dây 2 cũng đã xong. Đây là lúc mà họ đang vượt trội hơn đối phương về ngưỡng sức mạnh. Thì đánh lúc này là đẹp nhất, các chiêu cuối của họ cũng đang đầy đủ. Thì nếu như cứ đánh từ từ và đợi tới con rồng tiếp theo ở 1 phút 50 giây nữa thì nó hơi chậm. Tìm cách đánh không? Tôi nghĩ rằng lúc này thì cũng hơi khó để ép đánh khi mà Brion cũng đang có xu hướng đánh an toàn trong khoảng thời gian vừa qua. Họ sẽ gặp những cái biến số rất là bất lợi nếu như có những pha đánh mà không tính toán, cụ thể là cái nhất thống đến từ Barrel. Mặc dù đã không còn dịch chuyển đến từ Lucian của BDD, nhưng mà anh ta lại có được sự hỗ trợ đến từ Alista. Họ chính xác đến từ V của Bioxic, và Alista của Paulu lại không có tốc biến để tiếp cận Lucian là điều tương đối khó khăn. Đây, một món quà chăng. Thanh trừng, Paulu bật bất khuất, có đồng đội che. Thì truy kích không trúng, trúng nhiều khi cũng đi đó. Nhìn nó rất là ghê. Barrel luôn không? Hay là rồng? Cái tí kỹ vậy. Tầm cứ sức mạnh 2 đồ, thực ra là họ ăn Baron được, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ hơi tốn máu một tí. Và họ vẫn đang có suy nghĩ là muốn đi bắt lẻ nhiều hơn. Bioxic đang cùng với Barrel có những pha đảo góc liên tục, và Fate đang di chuyển paycheck. Đấm, mưa tên lửa rải, Envy vẫn kịp chạy với 300 máu còn lại. Sau đó BDD lướt lên cũng chưa dứt điểm được, với la chăn của đối phương đã bật. Thời điểm tấn công cũng khá đẹp của KT, nhưng mà họ thiếu một chút siêu sát thương dứt điểm, BDD bị làm chậm. Lúc này thì rồng vẫn còn 45 giây đủ để cho hai bên về hồi phục. Không ai nằm cả, nhưng mà KT có lỗ nhiều không ta? KT cũng mất một lượng tài nguyên tương đối, đặc biệt là cái tốc biến của BDD và rất là nhiều chiêu cuối. Và hình như là BDD tốc biến lên bắn nhầm vào Alista thì phải, tôi không để ý kỹ là anh ta bắn vào Alista hay là bắn nhầm vào cái lá chắn của Envy nữa, nhưng mà anh ta lại không dứt điểm được sẵn đối phải. Phương. Và điều đó khiến cho bên phía lỗ của Brion cũng chưa có ai phải nằm xuống cả. Mà cả hai bên đều đang khá là thiếu tài nguyên. KT thì đang cố gắng phòng ngự khu vực đường giữa, đã có những tình huống di chuyển lên khu vực cánh trên của cả hai bên Baron à. Trong khi rồng sắp ra, bên phía Brion nhấp về phía Baron một nhịp,
họ đang thử coi là có ai di chuyển lỗi hay không. Tại vì Morgan vẫn còn tốc biến và khô máu nha. Đây sẽ là công cụ rất quan trọng để cho Brion khai thác. Và một dàn chiêu cuối của bên phía KT vẫn chưa hồi lại. Brion cần phải giải quyết nhanh cái quyết định của mình là đánh vào Baron hay là Rồng, phải nhanh trước khi mà đối phương hồi chiêu. Tả xung hô đột sắp hồi rồi, nhanh lên Brion. Quyết định đến từ bên phía của Brion là để một vài người ở khu vực đứng giữa đánh Aram. Còn trong khi đó thì Pilsic đang lựa góc vòng với cái tả xung sắp hồi rồi nha. Tốc biến của Pilsic còn, và để xem anh ta sẽ chọn mục tiêu tấn công như thế nào. Nhất thống của Bero vẫn đang trong thời gian hồi tương đối lâu, và Brion có vẻ cũng đang đánh khá là chill. Họ cũng chưa có gì phải vội, họ đang tiếp tục đẩy ở khu vực đứng giữa với con Ezreal tam hợp thần kiếm của Envy. Họ đang là những người có khả năng đánh Aram tốt hơn. Nhưng mà những chiêu cuối quan trọng, 4 cái chiêu cuối của KT đã hồi. Pilsic đang lòn ra sau lưng, không có nhất thống nhưng có bản năng sát thủ. Ai sẽ là người được chọn? Envy chăng? Envy còn tốc biến. Pilsic lộ hình rồi. Thanh Trừng đẩy nhẹ một tí, Morgan hứng toàn bộ lạc đạn, và anh ta đang đẩy về phía của BDD và Pilsic. Đội hình KT đang bị chia cắt. Quyền lực thiên nhiên đẩy BDD mà bị dính cái quyền lực thiên nhiên này là cút. Pilsic ơi, che được không? Không cần, BDD vẫn thoát được. Và như vậy là KT lại đang có thế ở khu vực hàng rồng, còn Brion lại có thế ở khu vực cánh trên. Cánh trên sẽ có một trụ dành cho bên phía của Brion, và họ cũng sẽ có thể có được áp lực tại Baron với đội hình hai xạ thủ của mình. Nhưng KT sẽ có những phương án để phòng ngự với những cú dịch chuyển đến từ hai đường đơn. Và như vậy sẽ là con rồng nguyên tố thứ tư của bán đấu, cũng là rồng 3 cho KT. Còn Brion thì có được một trụ để kéo ngắn chênh lệch về tiền xuống một chút. Hắn của Lightsport thua đội này. Đúng là cái khả năng đánh theo đúng trình độ của đối thủ của KT thật là đáng sợ mà. Chúng ta cùng đến với một cái nhịp đợi con rồng nguyên tố thứ 5 của chúng ta, để coi là KT có được cái linh hồn đồng nước hay không. Đến con rồng nguyên tố phía sau thì tất nhiên là tất cả những phép bổ trợ đến từ cả hai bên đều đã phục hồi đầy đủ. Nhưng mà cảm giác là hai xạ thủ bên phía Brion ván này cũng đang xanh nha. Họ giữ mạng rất là tốt ở khâu đi đường, mặc dù chịu những sự ép đi đường đến từ bên phía của KT nhiều hơn. Và họ cũng đã bắt đầu có những mảnh thành phần của món trang bị thứ 3. Tức là ngưỡng sức mạnh 3 trang bị của Corki cùng với Eri cũng là một ngưỡng sức mạnh đáng kể. Có một cái thành công của Brion đó là họ kiểm soát mạng hàng rất là tốt. Và ván đấu này thì họ không để cách biệt về tiền nó vượt quá con số 3k tiền. Và họ vẫn đang có một đội hình xét về chiều sâu giao tranh cũng là có. Để xem là tình huống bọc sau này của Pilsic cùng với Perfect liệu rằng có tạo ra được bất ngờ hay không. Không có trụ giữa lưng và Brion đang phải đứng check lên khu vực sông trên. Họ đã có vị trí của Pilsic trong tình huống này. John Zee đang nhận nhiệm vụ lui về phía sau để đẩy Pilsic ra. Nãy giờ Pilsic đang, KT nói chung và Pilsic nói riêng đang có cái kế hoạch là họ muốn có một cái pha giao tranh kiểu như vẽ giao tranh TikTok á các bạn. Vi sẽ lòn ra tuyến sau ôm AD đối phương, xong rồi sẽ có bản năng sát thủ và lại nhất thống lao vào, kết hợp với mưa tên lửa thiêu cháy tuyến sau của đối phương mà không cần quan tâm đến tuyến trước. Cho nên là nãy giờ họ cứ tìm cách vào phải set up được cái thế đó mới chịu. Nhưng mà hình như họ đang hơi bị cứng nhắc quá với cái lối chơi set up của mình, và điều đó đang khiến cho họ có những tình huống bị bên phía Brion khai thác những cái sai lầm. Đây là một tình huống mà Baron đang được kiểm soát rất nhanh nha. Pilsic là giờ tiếp cận được hay không? Lực thiên nhiên khép góc rồi. Pilsic đang cố gắng tiếp cận Baron nhưng đã bị hất tung và anh ta không vào được. Rồi bế về, Morgan hy sinh cho đồng đội mình lui về. Đó là một tình huống quyết định chính xác. Khi mà KT đã có thế, BDD tiến lên, Brion vẫn đang dắt nhau về được. Tuy kích không trúng, có nhất thống, Pilsic quyết định lao vào đấm ai đây? Đấm Blue là con Alistar. Cũng được, lấy được thêm một mạng. Cố gắng gỡ. Họ đẩy mất con Baron mà chỉ thu lại được hai mạng hạ gục đến từ Sante cùng với Alistar. Rồi thì đồ ba đã có dành cho cả Corki lẫn cả Ezreal rồi. Chú hai đường dưới trước đó thì BDD cũng đang ăn vội thì phải nhấn TP, nhưng mà TP xong thì đồng đội đã không thể giữ lại được Baron. Đội hình hai xạ thủ đến từ bên phía của Brion ăn Baron quá nhanh, và nó có vẻ vẫn là một con Baron rất là thành công cho bên phía Brion. Đúng rồi, tự nhiên cứ đi lòng vòng, Pilsic cứ lòng sau lưng đối phương kiếm đường lòn, xong tự nhiên đối phương đi vào Baron. Ơ giật mình, đối phương ăn Baron kìa. Mà thực sự rồi, một pha đứng đánh chặn rất hay đến từ Morgan, và anh ta cũng có một pha chơi khô máu để hy sinh cho đồng đội rút lui. Những nỗ lực đến từ Pilsic với cái tả súng hũ đột để chút giận khi mà anh ta để mất con Baron đầu tiên của ván đấu này vào tay đối phương, nó cũng chỉ giúp cho họ gỡ được một mạng của Polu mà thôi. Và thậm chí là bên phía của Brion cũng rất là tỉnh nhá. Hai người nằm xuống này là hai người vẫn giữ phép bổ trợ tốc biến lại, họ sẽ dùng nó để có thể tận dụng Baron tốt hơn.
Bây giờ thì nếu như KT có được con rồng tiếp theo thì thật ra cái tỷ lệ thắng của họ cũng khá là cao. Linh hồn rồng nước là một linh hồn rồng mạnh. Thì họ ba rồi, còn Brion thì chỉ có một thôi, cho nên Brion bắt buộc phải cạnh tranh. Còn bộ lợi Baron của Brion thì nó cũng chỉ dừng lại ở 100 vàng trăm mấy ở thời điểm hiện tại. Nếu mà được thêm một trụ thì mới đỡ được. Brion đang đẩy được hai đường nha. KT không có tầm nhìn ở khu vực rừng bùa đỏ của mình, đang phải di chuyển xuống, nhưng BDD đang đẩy cánh trên. Anh ta lộ diện rồi, tức là bên phía Brion biết được rằng mình sẽ hơn người, không dịch chuyển, cứ thế đẩy thôi đúng không? Bên phía Brion cũng có được 3 sâu bắn này nha. Tốc độ đẩy của họ là không hề thua kém, và thậm chí đang có Baron thì tốc độ đẩy của họ lại càng nhanh với hai cái tam hợp kiếm. Và Lucian không có dịch chuyển. Lucian của BDD đã thực sự không có dịch chuyển, và anh ta đã có được trụ 2 nhưng về đến nhà thì mất tới trụ 3 khu đường dưới rồi. Tôi nghĩ là bên phía KT xác định là có ở nhà cũng không phòng ngự được với con Lucian này. Thì thôi, trong khoảng thời gian trống đó đổi lại một cái trụ 2 cánh trên của đối phương và một lính đẩy cao thì cũng là chấp nhận được. Sau đó đối phương đẩy tới trụ 3 thì anh ta bấm B về, gọi là cũng gỡ lại một tí chứ không phải là mất trắng tất cả. Nhưng mà Brion, một cái này nha, họ đang đẩy nãy giờ và họ chưa về nhà xài tiền. Mặc dù cái số lượng tiền họ có được cũng không phải là quá nhiều, nhưng là một cái nhịp mà BDD là người về nhà được và xài tiền rồi. Morgan mở lên nhưng mà không trúng ai cả. KT giữ vị trí, Bixit chưa dám đẫm vào, chưa tìm được mục tiêu. Thanh Trừng, Morgan là người bị dính vô anh bộ, bị khiêu khích, bị bắn liên tục và bắt buộc phải rút lui. Lượng máu của anh ta quá thấp để giao tranh. Perfect vào vị trí, quá nhiều người trước mặt. Nhưng quyết định của tên lửa. Lửa hơi chậm một chút xíu thì phải. Brion vẫn bị đốt, hai ba người của họ bị làm mềm. BDD và Bixit nhất không đây rồi, và giao tranh vẽ đây rồi, đã nhắc được Battle vào vô anh bộ. Nhiều người BDD bắn liên tục, KT thi đấu liên tục chỉ để vẽ được cái kịch bản này. BDD ra phía sau không thành công, và ta phần nguyên hạ ngục. NV có khoảng trống, NV bắn vào Perfect, Perfect quay lại đốt, và Perfect có double kill. Perfect đẩy NV ra khỏi pha giao tranh, nhưng mà lúc này chỉ còn Perfect và Bixit và thôi. Perfect không còn đường lui nữa. Morgan đẩy Perfect dính tường và đấm liên tục, triple kill cho Morgan. Bixit phải đấm chạy về. Ôi, cuối cùng thì KT đã phải thua giao tranh khi mà họ có một tình huống combo combo mà nó không đủ sát thương. Và bây giờ thì Bixit cố gắng trừng phạt con xe to để tránh một pha kết thúc ván đấu đến từ bên phía của Brion. Có lẽ chưa đủ để Brion có thể hướng tới chiến thắng ở trong tình huống quét 4 người vừa rồi, nhưng họ sẽ có được con rồng nguyên tố ở trong tình huống này. Một pha giao tranh mà đội hình bên phía của Brion đã đứng chụp lại với nhau, nhưng mà Perfect không có tầm nhìn nên là anh ta hơi lưỡng lự với quyết định vẽ mưa tên lửa của mình. Và anh ta vẽ nó cũng thực sự là không có được đủ lượng sát thương với một đội hình đã có được rất nhiều khả năng chống chịu đến từ Aaron Slory của Zhang Zhe. Và Morgan mặc dù một chấm máu nhưng anh ta mất cái mở đường, anh ta bị cấu rỉa rất đau sau cái đòn thanh trừng của BDD. Nhưng bằng một cách nào đó anh ta vẫn có thể chuyển dạng trên khô máu và gây được rất nhiều sát thương cho pha giao tranh này với cú triple kill dành cho anh ta. Đây, KT mặc dù bị dẫn trước 0-1 nhưng mà vẫn quyết tâm phải đánh bằng được cái đội hình vẽ TikTok của mình. Đây, nhất thống. Anh Gold hit lên đi, em vào nè, đấm nè, đáp xuống, lướt nhiều người. Không đủ đam. Không đủ đam. Bị lùa, queo ở phía ngoài, anh bị lùa, đép bay mất tiêu, không bản năng sát thủ vào được. Và con Sante của Morgan cũng đi ba 3-4 người thôi. Chịu, Perfect đã không còn cái mưa tên lửa để bồi vào chung với cái pha mở của Nhất Thống và Tả Số Hỗ Đột. Và lượng sát thương thiếu hụt khiến cho KT đã không thể có được một tình huống giao tranh như mong muốn của họ. Họ thiếu đi Dev, người đã bị Ezreal của NV chăm sóc ở khu vực đường giữa và nằm xuống từ đầu giao tranh. Giờ là KT mãn nguyện chưa? Đã có một pha gọi là combo như vẽ rồi đó, giống như kế hoạch mà họ muốn rồi đó. Vì cổng Sen bay vào giữa đội hình vô ấn bộ nhiều người cho Lucian bắn. Nhưng họ bị thiếu cái phần mà Dev cũng bản năng sát thủ vào kế bên để phụ đam. Cho nên là pha đó là nó bị hơi sai kịch bản một tí. Sau pha sai kịch bản đó thì lợi thế của họ đã không còn, bởi vì lúc này hai xạ thủ của Brion đã tới được ngưỡng sức mạnh. Và con Corki nó chỉ sợ Lucian ở giai đoạn đi đường thôi, còn tới giai đoạn sau á thì nó cũng không ngại lắm về việc đấu sát thương với Lucian đâu. Và Fate vừa có được cái trụ 2 khu đường trên dành cho bên phía của Brion để có được tổng cộng đó là 6 trụ tại thời điểm này. Và anh ta vừa mang ra thêm một đồ lớn nữa từ thanh BF, đó chính là cái giáp thiên thần ở món trang bị thứ 4. Cân bằng được đồ với BDD phía bên kia với một con Lucian 4 món. Và Envy lại là người chạm ngưỡng 4 đồ sớm hơn so với Kai'Sa của Dev, người vẫn đang bị kẹt lại ở một cái đá hắc hóa và chưa có được trượng hư vô. Và khi Ezreal đã có được huyết kiếm cùng với chùy Gamma Mortius thì sức chống chịu đến từ Ezreal sẽ được đẩy lên rất cao. Trong khi đó thì đường bên phía KT đang chưa thể tìm kiếm được những pha combo combo như mong muốn của họ. Và Baron 2 lại tiếp tục được kiểm soát với tốc độ ăn là rất nhanh đến từ đội hình 2 xạ thủ của Brion. Bixit không có tốc biến nha, Battle phải vào trước để lấy thông tin. Anh ta đã dùng vô ảnh bộ, Thanh Trừng đẩy vào, Bolu là người chịu sát thương. Quyền lực thiên nhiên mở ngược trở ra, Morgan mở đường thành công, nhất không phải được sử dụng nhưng đẹp. Không cứu được Dev.
như đi giữ vị trí phía sau nhưng ta bị ôm lại bởi Roger. Hai mạng do Brion rồi, ba mạng đã có thôi, xong rồi. KT đi rồi, BDD bắn trong tuyệt vọng nhưng ta đã bị đẩy ngược trở về. Anh ta bắn liên tục tất cả mọi thứ trước mặt của mình, anh ta lướt ra phía sau, anh ta bắt được. BDD bắt được với cú triple kill, nhưng Fate đã tới, Fate đã chấm dứt mọi hy vọng của KT Roster. Vẫn còn đó là hai thành viên đứng đơn của Brion để họ có thể đẩy thẳng vào, và Morgan đang là người bấm B về để có thể dịch chuyển chung với Fate đẩy thẳng vào khu đứng giữa của KT. Thời gian đếm số là 20 giây đến từ các thành viên của KT trong pha này, có lẽ sẽ chưa phải là một pha kết thúc ván đấu, nhưng đó là một tình huống giao tranh rất xuất sắc đến từ đội hình bên phía của Brion. Họ lại tiếp tục tìm kiếm được Dep ở trước thêm một pha giao tranh, và Dep lại nằm xuống khi mà cái nhất thống của Barrel nó không có đủ khả năng để giúp cho Dep có thể chống chịu lại lượng sát thương quá lớn đến từ hai xạ thủ của Brion. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh khi Barrel đã phải. Đầu tiên là anh ta đã dùng quân bộ trước rồi để giữ chân đối phương lại làm chậm, nhưng nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Rồi Dep đứng rất là cao để bị Morgan tốc biến lên. Q3 thành công giữ chân hất về. Một lớp lá chắn mỏng manh đến từ chiêu cuối bàn sát thủ của anh ta thực sự là không đủ để chống chịu, mặc dù Lucian của BDD đã thực sự có một pha bắn rất cháy với cái Lucian vốn đồ. Phép dịch chuyển ra mid khi mà đồng đội đang đánh nhau. Hèn chi tự nhiên thấy BDD bắn. Cái gì mà tôi đang xem, cái bộ môn gì đấy, đang đánh nhau cái phép dịch chuyển ra mid, hèn chi BDD đắng hết. Xong anh ta giật mình quay lại để bắn một BDD. Anh ta nghĩ là đồng đội đã có thể giải quyết được con Lucian của BDD, nhưng mà anh ta đã hơi sai lầm và vừa mất dịch chuyển vừa khiến cho đồng đội bị nằm xuống phía sau. Fate đã hơi tham vọng, tôi nghĩ là anh ta muốn có một quay lính end game, nhưng mà nhìn lại thì thấy con Lucian phía sau BDD bắn hết tất cả các thành viên của Brion, nhưng vẫn đó lại thế dành cho phía Brion để họ triển khai con Baron này. Tiêu xích đâu rồi? Không thể vào được, Thanh Trừng không cướp được rồi. BDD đứng gần rồi. Con Baron quá, anh ta đi luôn. BDD đã đi rồi, tầm này Morgan cân 4 được, cứ đi bộ vào thôi. Dep bắn có vào máu đâu, chỉ có thể chạy. 2-0 cho Brion, hũ đã nổ. Và với con Baron thứ hai của ván đấu này dành cho bên phía của Brion, họ đã vừa lấy dẫn trước về tiền, họ cũng có được mạng của BDD, người đã bị mở bất ngờ khi anh ta cố gắng lái Thanh Trừng để cấu rỉa cũng như có ý định để kết Baron. Khi mà Piusik đã không vào vị trí để có thể cạnh tranh trừng phạt, và điều đó khiến cho BDD đã ở một vị trí quá xấu trong giao tranh vừa rồi. Anh ta nằm xuống khiến cho toàn bộ các thành viên còn lại của KT cũng phải có cùng rút lui. Piusik tầm này còn đang lang thang ở khu vực rừng của đối phương. Khi anh ta về đến nhà thì là banh hai cửa cánh trên và một cửa cánh giữa đã không có chút bảo vệ, và thậm chí là end game luôn. Barrel đứng cao nhưng mà anh ta vô ấn bộ vào ai đây? Một người thôi, đó là con Alista đấm hết vào tuyến sau, nhưng Dep bắn không vào máu. Morgan đang nhảy múa chuyển dạng, đấm liên tục vào Barrel và đã dứt điểm Barrel. Sau đó thì đã tìm Dep, Envy nhảy thẳng lên, Dep thả diều ngược lại vào hồ máu. BDD lướt đã bắn liên tục, nhưng nhà chính của KT đã nổ và họ thất bại trước Brion với tỷ số 2-0. Ôi, một kết quả thực sự là rất bất ngờ trong ngày thi đấu hôm nay, khi mà đội tuyển cuối bảng Brion họ đã có thể nổ một cái hũ ba của mình với chiến thắng thứ hai ở tại mùa giải này, và thậm chí nó với tỷ số 2-0. Trong khi Roster đang có được chuỗi hai trận thắng liên tục ở trong những vòng đấu vừa qua, và đặc biệt là đầu tuần họ vừa có một trận thắng trước Hangwha Esports, đội tuyển đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Nhưng ngày hôm nay họ thất bại 0-2 trước Brion, đội tuyển đứng thứ 10, và một chiến thắng vô cùng ngọt ngào dành cho Brion trong ngày thi đấu hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng Brion, họ đã có thắng lợi thứ hai của mình ở mùa giải này, và đó là một thắng lợi rất gọn gàng từ ván 1 qua tới ván 2, cách mà họ đã có thể nắm bắt lấy cơ hội khi có được nó tốt hơn rất nhiều so với KT Roster. Còn giờ đây thì chúng tôi xin được tạm biệt các bạn đến với giờ nghỉ, và khi mà chúng tôi quay trở lại sẽ là trận BO3 thứ 2 của chúng ta ngày hôm nay.